Cô chào các em. Hôm nay cô sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện có tên là Chú Rùa Thông Minh. Nội dung câu chuyện đó như thế nào? Cô mời các bạn cùng theo dõi nhé. Chú Rùa Thông Minh. Ếch đang chơi đùa bên bờ sông. Cáo từ trong bụi rậm chui ra. Nó rón rén đi tới, định chụp lấy ếch. Đúng lúc ấy, rùa tình cờ đi qua, trông thấy cảnh tượng như vậy, rùa vội lao đến, cắn một nhát thật mạnh vào đuôi cáo. Cáo đau quá, kêu to một tiếng. Ếch nghe tiếng kêu, giật mình, nhảy xuống sông, lặn mất. Tức giận, nhảy tới, thề ăn thịt rùa. Rùa vội thu đầu và chân vào trong mai. Cáo không có cách nào để cắn được, nó đành gằn giọng: "Tao sẽ quẳng mày lên trên cao để mày rơi xuống vỡ tan xác và chết không kịp ngáp." Rùa nói: "Tôi cũng đang muốn lên trời du ngoạn một chuyến xem sao đây, may quá." Cáo nghe vậy bèn đổi giọng: "Vậy tao sẽ quẳng mày vào đống lửa, mày chết cháy." Rùa mừng rỡ reo lên: "Tốt quá, cảm ơn anh, tôi đang muốn tìm một đống lửa để sưởi ấy." Thế là cáo luận lại đổi ý, nó định đem rùa quẳng xuống sông cho rùa chết chìm. Rùa thấy vậy mếu máo cầu xin: "Ôi xin ông đừng ném tôi xuống sông, tôi sẽ chết mất, tôi không biết bơi." Cáo nghe rùa nói thế khoái trá, tóm lấy rùa quẳng ngay xuống sông. Rùa xuống nước rồi bơi đến bên ếch, cả hai quay lại cười chế nhạo cáo: "Ha, người đã bị mắc lừa rồi." Nghe vậy tức tối lao tới định bắt rùa thì rời tõm xuống sông. Em có biết khi rơi xuống sông thì điều gì xảy ra với cáo không? Như vậy là các em vừa được nghe câu chuyện Chú Rùa Thông Minh rồi. Bây giờ cô có một số câu hỏi, các em cùng giao lưu với cô nhé. Câu hỏi số 1: Cáo đã gặp những con vật nào? Câu hỏi số 2: Qua cuộc trò chuyện với các nhân vật, em thấy con vật nào thông minh? Vì sao em lại cho là như vậy? Câu hỏi số 3: Em có nhận xét gì về cáo? Và câu hỏi cuối cùng: Trong đời sống, em có thể làm những gì để thoát khỏi nguy hiểm? Các em hãy suy nghĩ và trả lời các câu hỏi của cô. Cô đợi các bạn trả lời đấy.